tải ngay FPT Play, xem trọn vẹn SEA Games 31. Đây là trận chung kết của bóng Busan. Đội tuyển Busan Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Busan Thái Lan tại nhà thi đấu tỉnh Hà Nam. Và lúc này thì đội tuyển Busan Indonesia, sau khi có được trận hòa quan trọng trước đội tuyển Busan Thái Lan, họ đang có được vị trí đầu bảng với Busan Nam. Sau 3 trận đá qua thì cả hai đội tuyển Busan Việt Nam và Thái Lan cùng có 7 điểm, kém Indonesia 1 điểm. Indonesia đã đá đủ số trận, do đó trận đấu này giữa đội tuyển Busan Việt Nam và đội tuyển Busan Thái Lan không khác gì một trận chung kết, và chúng ta thấy một không khí rất tuyệt vời lúc này tại nhà thi đấu Hà Nam. Đội hình ra sân của Busan Việt Nam ở trận đấu này: thủ môn số 1 Hồ Văn Ý, các cầu thủ số 4 Châu Đoàn Phát, số 8 Minh Trí, số 1 Văn Vũ và số 12 là Từ Minh Quang. Trong khi đó, bên phía Busan Thái Lan ở trận đấu này họ ra quân với các cầu thủ Awat Chemrawen, số 5 Viso Ronachai, Dung Quân Sắc, số 11 Pivo Muhammad Osa Manusa, số 12 thủ môn Katawut Hakapa và số 16 đó là Perarat Kewila. SEA Games 31 này và trận đấu chính thức bắt đầu. Cơ hội dứt điểm cho Busan Việt Nam. Và cự bóng rất nhanh. Để trận đấu gặp gần nhất gặp Châu Đoàn Phát. Cơ hội không vào. Không thể có cái chạm của Minh Trí. Với xuất phát này, chúng ta chuẩn bị thay một tổ mới. Và cản phá an toàn của Hồ Văn Ý. Dù bị theo kèm rất kỹ nhưng số 1 của đội bạn Osama Musa có được cú dứt điểm. Như vậy là tỷ số được mở 1-0 cho đội tuyển Busan Thái Lan. Người ghi bàn vẫn là thủ vào số 11, người đã có cú ra chân trước đó, đó là Muhammad Osama Musa. Muhammad Osama Musa ghi bàn cho đội Thái Lan. Ra chân rất nhanh của Muhammad Osama Musa. Lại thêm một pha lấy bóng rất nhanh nữa, khá nguy hiểm. Nhưng lần này thì Hồ Văn Ý đã là người chiến thắng trong pha 1-1 này. Và cắt bóng cực nhanh tới từ số 16 Peparat Kewilai. Áp sát liên tục của cao thủ Busan Việt Nam. Không khí vẫn đang rất sôi động lúc này trên sân. Có thể dứt điểm, không vào. Đá nhanh của Minh Trí. Khá nguy hiểm. Và lần nữa trong pha đối mặt này thì Hồ Văn Ý vẫn là người chiến thắng. Pha lấy bóng của các thủ Busan Thái Lan vẫn có thể dứt điểm. Như vậy là tỷ số đã là 2-0 rồi cho đội tuyển Busan Thái Lan. Người đã ghi bàn đó là số 16 Pivo Pirapat Kewilai. Cầu thủ mang áo số 16 Pirapat Kewilai ghi bàn cho đội Thái Lan. Pirapat Kewilai đã vào sân và làm thay cho Muhammad Osama Musa. Và Pivo này cũng đã lập công. Dù đường truyền trước đó cũng là hơi khác so với di chuyển của Pirapat Kewilai. Trận đấu vẫn tiếp tục, cơ hội cho các thủ Busan Việt Nam, không vào. Cú đá cuối cùng của Thái Huy. Ta cùng xem pha tranh chấp của hai cầu thủ mang áo số 5 và Mạnh Dũng bên phía Busan Việt Nam. Đi bóng vào, bóng đã chạm sang hàng. Đó là pha đầy bóng của thủ thành vào số 12. Đá ngay của Hồ Văn Ý. Tình xử lý bất ngờ. Đứng trước bóng đang là Phạm Đức Hòa. Dứt điểm.
hai cú đá trong ít phút và người ra chân đó là Nhan Gia Hưng. Khá nguy hiểm, lại là cú dứt điểm nữa của Muhammad Osama Musa. Vô số 11 bên phía Busan Thái Lan. Đức Hòa, Thịnh Phát dứt điểm, không vào. Và ra chân cực nhanh của Thịnh Phát và đó cũng là cú đổ người tốt của thủ thành bên phía Busan Thái Lan. Katawut Hankapa, phải nói là Hankapa đã cứu thua tình huống vừa rồi. Đức Hòa, Thịnh Phát dứt điểm, đá thứ hai. Chỉ trong vòng chưa đầy 30 giây của Thịnh Phát, đội tuyển Futsal Việt Nam đang mở đầu hiệp đấu thứ hai khá hứng khởi. Dứt điểm. Một cú đá nữa của Sarawut Palarek. Đầu phóng ra của Văn Vũ. Thái Huy. Thái Huy dứt điểm. Bóng đá đi chạy khung thành. Rất đáng tiếc. Chúng ta cùng xem lại lời bóng đẩy sang trái. Chạm tiếp theo của Thịnh Phát. Châu Đoàn Phát. Sút không vào. Sút tiếp. Dù tình huống dứt điểm vừa rồi không vào nhưng có thể nó sẽ tiếp thêm tinh thần cho các thủ Futsal Việt Nam những phút đấu tiếp theo. Chúng ta cùng xem lại cú đá của Châu Đoàn Phát, bóng tập trung vào cột dọc, rất đáng tiếc. Là Katawut Hankapa. Đội cho Futsal Việt Nam sút. Cú đá lên trời rất đáng tiếc của Từ Minh Quang. Khoảng trống đã mở ra. Thời gian còn hơn 8 phút. Đội dứt điểm không vào. Cơ hội dành cho Văn Hiếu. Bây giờ Thái Huy vào sân. Và người dưới sân là số 12 Từ Minh Quang. Chúng ta xem lại cú đá của Văn Hiếu. Có thể dứt điểm không vào. Đá của Gia Hưng. Một lần nữa chúng ta cùng xem lại pha ra chân của Gia Hưng. Dứt điểm. Chúng ta cùng xem lại cú ra chân vừa rồi. Đức Hòa. Tức có tình huống di chuyển. Cơ hội đây rồi. Sút. Không được. Cú đá của Văn Vũ. Cần phải có thêm những khoảng trống nữa dành cho cao thủ Futsal Việt Nam. Khoảng trống đã tới với Văn Vũ. Nhưng số 3 bên phía Thái Lan vẫn rất nhanh để có thể cản phá cú đá vừa rồi. Đưa bóng vào, gọi không vào. Tiếp tục là pha cản phá được của thủ thành số 12 Hankapa. Với cú đá cự ly rất gần của anh Duy. Bàn thắng đã ở rất gần với cầu thủ Futsal Việt Nam rồi. Và trận đấu đã khép lại. Trận đấu đã khép lại với chiến thắng 2-0. Nhưng phía cầu thủ Futsal Thái Lan, những việc họ giành được tấm huy chương vàng. Thưa quý vị, tỷ số chung cuộc của trận đấu Thái Lan tại SEA Games năm nay, Việt Nam 0. Đội tuyển Futsal Thái Lan đã có 10 điểm. Với 10 điểm và hiệu số là cộng 7. Indonesia vị trí thứ 2. Kính mời quý vị cùng điểm nắn lại để chứng kiến lễ trao giải môn Futsal Nam Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 với 7 điểm. Việt Nam 2021. Trận đấu ở khung giờ 13 giờ vào chiều nay. Myanmar đã hòa Malaysia với tỷ số là 4 đều. Và qua đó thì hai đội bóng đã có điểm số đầu tiên. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.